sau hai đoạn tấn công của Nga, hệ thống 2K22 Tunguska Ukraina nổ tung. Bi kịch lớn nhất của Ukraina trong cuộc xung đột với Nga Tên lửa tối tân Nga có thể khiến F-16 trở thành mục tiêu dễ dàng như Su-27. Ukraina tuyên bố từng cài gián điệp thiêu rụi chiến hạm Nga. Tổng thống Putin nêu điều kiện cho lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Trump mặc cả với Putin về việc Nga có thể giữ bao nhiêu lãnh thổ của Ukraine. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật để gửi tới quý vị ngay sau đây. Sau hai đợt tấn công của Nga, hệ thống 2K22 Tunguska Ukraine nổ tung. Theo OSF, quân đội Nga vừa phá hủy một hệ thống pháo phòng không tự hành 2K22 Tunguska của Ukraine. Hệ thống này do Liên Xô sản xuất và lực lượng Kiev chỉ đang có một số ít nên nó được coi là hàng hiếm. Hệ thống 2K-22 Tunguska bị tấn công bằng hai máy bay không người lái cảm tử Lan Kết Nga nằm gần khu định cư Bichen thuộc vùng Kagov. Sau đoàn tấn công đầu tiên, hệ thống 2K-22 Tunguska bị hư hỏng, khiến lực lượng Ukraine phải bỏ lại. Đến đoàn tấn công thứ hai, lửa đã bốc lên ở kho chứa đạn, khiến hệ thống bị phá hủy hoàn toàn. Vũ khí chính của hệ thống Tunguska là hai khẩu pháo phòng không 2A38M nồng đôi 30mm với tầm bắn lên tới 4km. Hệ thống có thể mang theo tối đa 4 tên lửa dẫn đường 9M311 có tầm bắn lên tới 10km. 2K22 Tunguska được trang bị radar thu thập và theo dõi mục tiêu với phạm vi phát hiện 18km và phạm vi theo dõi 16km. Nó cũng được trang bị hệ thống theo dõi quan điện tử bổ sung. Lực lượng Kiev thừa hưởng hơn 70 hệ thống Tunguska từ Liên Xô. Hầu hết các hệ thống này đều không hoạt động và trong tình trạng rất tệ khi quân đội Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cách đây hơn 2 năm trước. Trong năm qua, lực lượng Kiev dường như đã khôi phục được một số hệ thống Tunguska và đưa chúng hoạt động trên chiến trường. Hệ thống bị phá hủy ở Kharkov là hệ thống thứ ba bị máy bay không người lái cảm tử lan khét tấn công trong những tháng gần đây. Tháng 10 năm ngoái, một hệ thống cũng đã bị quân đội Nga tấn công, phá hủy ở gần khu định cư Pradin thuộc vùng Kherson. Sau đó, vào tháng 5 năm ngoái, một hệ thống khác tiếp tục bị hỏa lực Nga phá hủy ở gần khu định cư Vinzeka thuộc vùng Sumy. Máy bay không người lái lan kết được phát triển bởi Zala Aero Group, một công ty con của Tập đoàn Quốc phòng khổng lồ Kalanisqot Concert của Nga. Công ty sản xuất hai phiên bản gồm phiên bản Idelia 52 có thời gian hoạt động 30 phút, Đầu đạn nặng 1 kg và phiên bản Idealia 51 lớn hơn có thời gian hoạt động 40 phút, đầu đạn nặng 3 kg. Máy bay không người lái cảm tử Lancet sẽ bay về phía khu vực được chỉ định với hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ clonat Sau khi đến khu vực có mục tiêu, người điều khiển sẽ sử dụng hệ thống quang điện tử trên máy bay thông qua liên kết dữ liệu hai chiều để phát hiện, theo dõi và khóa mục tiêu. Sau đó, hệ thống đo khoảng cách bằng laser sẽ điều khiển việc kích nổ đầu đạn. Tiết diện radar nhỏ và dấu hiệu hồng ngoại tối thiểu của loại máy bay không người lái cảm tử lan kết khiến chúng rất khó bị phát hiện và đánh chặn. Những nỗ lực của Ukraine nhằm ngăn chặn các máy bay không người lái cảm tử lan kết bằng hỏa lực phòng không, tác chiến điện tử hoặc các biện pháp đối phó khác hầu hết đều không thành công. Theo Lostamo.info, một trang web ghi lại các tổn thất quân sự, quân đội Nga đã tấn công 86 hệ thống phòng không của lực lượng Kiev bằng máy bay không người lái cảm tử Lancet kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phần lớn các hệ thống mục tiêu đều đã bị hư hại hoặc bị phá hủy. Bi kịch lớn nhất của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga Phương Tây cam kết hỗ trợ cho Ukraine nhiều vũ khí quan trọng, nhưng các trang thiết bị này mất quá nhiều thời gian để tới tiền tuyến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thậm chí cho rằng đây là bi kịch lớn nhất của cuộc xung đột này khi giữa quyết định và thực tế, chúng tôi phải chờ đợi rất lâu. Theo các chuyên gia quân sự, Ukraine đang thành lập một số lữ đoàn mới nhưng không thể trang bị vũ khí cho tất cả lữ đoàn này. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với The Economic hồi tháng 5, Trung tướng Oleksandr Vavilut, chỉ quy lực lượng mật đất Ukraine cho biết Kiev lên kế hoạch thành lập ít nhất 10 lữ đoàn mới để chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công của Nga. Ukraine đang giải quyết những thách thức về nhân lực và thành lập một vài lữ đoàn mới, nhưng các đợt vận chuyển vũ khí bị trì hoãn và không đủ số lượng từ phương tây có thể ngăn cản Ukraine trang bị cho tất cả lữ đoàn mới này. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington đánh giá. Theo ISVK, sự hỗ trợ an ninh kịp thời và phù hợp của phương Tây tiếp tục là yếu tố quyết định quan trọng về thời điểm và quy mô mà lực lượng Ukraine có thể giành thế chủ động trên chiến trường, cũng như tiến hành các hoạt động phản công quan trọng trong tương lai. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đưa ra đánh giá tương tự trong cuộc trả lời phỏng vấn với Bloomberg ngày 3 tháng 7. Ông nói với hãng tin này rằng lực lượng Ukraine đang có nhân lực tốt hơn vài tháng trước, nhưng họ vẫn thiếu các trang thiết bị cần thiết. Theo Tổng thống Zelensky, một vấn đề có thể giải quyết nếu người ta có ý chí và công cụ. Chúng tôi có ý chí nhưng công cụ thì chưa đến. Mỹ đã thông qua gói hỗ trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine hồi tháng 4 năm 2024 sau nhiều tháng trì hoãn do sự phản đối của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, các trang thiết bị này mất quá nhiều thời gian để tới tiền tuyến ông Zelensky nói với Bloomberg, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng đây là bi kịch lớn nhất của cuộc xung đột này khi giữa quyết định và thực tế, chúng tôi phải chờ đợi rất lâu. Chỉ quy lữ đoàn cơ giới độc lập số 24 của Ukraine hoạt động gần thành phố chiến lược Chasovia cũng đưa ra quan điểm tương tự khi nói rằng các đơn vị của Ukraine cần thêm vũ khí để bảo vệ thành phố. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine đối mặt với sự chậm trễ trong việc có được vũ khí cần thiết để chiến đấu. Năm ngoái, một báo cáo do Viện Kinh tế Thế giới kêu biên soạn cho thấy chỉ một nửa số vũ khí hạng nặng mà các đối tác của Ukraine cam kết đã thực sự được chuyển giao. Mikhailo Podolyak, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Zelensky, năm ngoái tiết lộ những nỗ lực quân sự của Ukraine nhằm đối phó với Nga đã chậm tiến độ từ 6 đến 9 tháng do sự chậm trễ trong việc chuyển giao vũ khí từ phương Tây vào mùa thu năm 2022. Vào tháng 5 năm 2024, Tổng thống Zelensky nói với Reuters rằng phương Tây luôn cung cấp vũ khí muộn một năm so với thời điểm Ukraine cần. Một sĩ quan giấu tên thậm chí còn nói với Politico vào tháng 4 rằng sự chậm trễ liên tục khiến vũ khí của phương Tây không còn phù hợp khi chúng được đưa tới chiến trường. Theo ISVK, Ukraine không có thời gian và sự linh hoạt để chờ đợi nguồn cung từ phương Tây nhằm trang bị cho các đơn vị mới. Ukraine càng phải chờ đợi lâu để trang bị và triển khai cho các lữ đoàn mới, thì Nga càng có nhiều cơ hội để làm gián đoạn những nỗ lực của Kiev nhằm tập trung sức mạnh chiến đấu cho các hoạt động phản công trong tương lai, ISVK nhận định. Ukraine thương vong lớn ở Kakiv, Donetsk Theo bản cập nhật chiến sự ngày 3 tháng 7 của Bộ Quốc phòng Nga, có thể thấy lực lượng Nga hoạt động tích cực nhất ở mặt trận các tỉnh Donetsk và Kakiv. Đáng chú ý là một số nhóm tác chiến của Nga gây thương vong lớn ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhóm tác chiến phía Nam kiểm soát hoàn toàn khu vực định cư Novi thuộc thành phố Chazovia, tỉnh Donetsk, hãng thông tấn TASS đưa tin. Cạnh đó, lực lượng Nga cũng gây thiệt hại cho Ukraine gần các khu vực Vayokovka, Kalinina, Chazovia, Kontanstinovka, Karasnogorivka, Rygorodo và Veyoligai tại tỉnh Donetsk và ngăn chặn bốn cuộc phản công của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm tác chiến phía Nam khiến Ukraine mất 450 lính cùng với nhiều phương tiện quân sự, bao gồm xe bọc thép và các hệ thống pháo. Bộ này cũng cho biết nhóm tác chiến phía Tây của Nga giành được vị trí tốt hơn và gây thương vong cho các lữ đoàn Ukraine, trong đó có lữ đoàn tác chiến đặc biệt Azov số 12 ở gần các khu vực Sinkivka và Petropalovka ở tỉnh Kakov, Grigorovka, Toske và Liman ở tỉnh Donetsk, cũng như ngăn chặn hai cuộc phản công của Ukraine. Nhóm tác chiến phía Tây khiến Ukraine mất 540 lính cùng nhiều trang thiết bị quân sự phương Tây như pháo phản lực Vampyr của CHCZ, lựu pháo M777, MSTB, M119 của Mỹ cùng nhiều xe bọc thép cơ giới khác. Còn nhóm chiến đấu trung tâm Nga cải thiện vị trí chiến thuật, gây thương vong cho lữ đoàn Ukraine gần các khu vực Kirovo, Yegenovka, Selidovo, Vosko, Vodichenka và Progress tại tỉnh Donetsk, cũng như ngăn chặn năm cuộc phản công của Ukraine. Hậu quả là Ukraine mất 420 lính, một xe tăng, hai xe chiến đấu bộ binh, hai xe chiến đấu bọc thép cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác. Ukraine, Nga đồn quân lên phía bắc Donetsk. Về phần mình, trong ngày 3 tháng 7, Ukraine không đề cập nhiều đến tình hình chiến sự. Tuy nhiên, theo phía Ukraine, Nga vẫn tiếp tục tấn công mạnh ở hướng Torres và Porov ở tỉnh Donetsk. Theo hãng thông tấn Urinform, Ngày 3 tháng 7, Hội đồng thành phố Mariupol, tỉnh Donetsk, hiện do Nga kiểm soát đã thông báo trên kênh Telegram rằng Moscow đang chuyển lực lượng dự bị từ hướng Berdyan qua Mariupol đến phía bắc khu vực Donetsk, đặc biệt theo hướng Torres và Borov. Trong ngày 3 tháng 7, Ukraine cũng hứng chịu nhiều cuộc tấn công của Nga khiến nhiều dân thường thương vong, Đáng chú ý nhất là vụ Nga phóng tên lửa và máy bay không người lái UAV vào thành phố Dnipro, tỉnh Dnipropetrovsk, khiến 5 người chết và 53 người bị thương. Giới chức địa phương cho biết một trung tâm mua sắm, một trạm xăng, một cơ sở y tế và nhiều ô tô đã bị hư hại trong cuộc tấn công này. Nga tiếp tục phá hủy chiến đấu cơ quý như vàng của Ukraine. RT dẫn thông báo Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong cuộc tấn công ngày 3 tháng 7, quân đội Nga đã phá hủy một chiến đấu cơ MiG-29 của không quân Ukraine tại căn cứ Doginsovo ở vùng Dnepropetrovsk. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa Iskander, còn sân bay Doginsovo nằm cách thành phố Karivoroy chỉ khoảng 10 km về phía đông. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho đăng tải đoạn video do máy bay không người lái ghi lại hoạt động của binh sĩ Ukraine tại căn cứ Doginsovo trước cuộc tấn công. Thời điểm đó có ít nhất ba máy bay tại căn cứ. Theo quân đội Nga, tên lửa Iskander đã phá hủy máy bay, vũ khí và binh sĩ Ukraine đang hoạt động gần đó. Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video tương tự cho thấy tên lửa Iskander tấn công hai sân bay của Ukraine ở vùng Potava, đoạn đầu tiên cho thấy tên lửa Iskander mang theo đạn chùm, làm hư hại bảy máy bay chiến đấu Su-27. Trong đợt tấn công tiếp theo, tên lửa Nga phá hủy một trực thăng tấn công MiG-24 của Ukraine và nhiều thiết bị quân sự khác, các nhà phân tích quân sự cho biết, Nga có thể nhắm vào cơ sở hạ tầng căn cứ không quân như đường băng và cơ sở lưu trữ để khiến việc đưa máy bay F-16 cất cánh trở nên khó khăn hơn và khi chúng đến Kiev. Justin Brown, thuộc Viện Nghiên cứu Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh cho biết, quân đội Ukraine vốn đang thiếu đạn dược phòng không, nhiều khả năng họ buộc phải di chuyển những chiếc máy bay chiến đấu quý giá này khỏi các căn cứ lớn. Bất kỳ hệ thống phòng không mặt đất nào cũng có thể bị bão hòa nếu người Nga bắn đủ số tên lửa vào mục tiêu, ông bru nói. Bộ Quốc phòng Nga cũng nhiều lần tuyên bố sẽ phá hủy toàn bộ số F-16 được chuyển giao cho Kiev ngay khi chúng đến Ukraine. Ukraine bác tin nhà báo Mỹ sắp phỏng vấn Tổng thống Zelensky. Ông Serhiy Nikiforov, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bác bỏ thông tin về cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson. Ông Tucker Carlson nên xác minh nguồn tin của mình cẩn thận hơn. Tổng thống Ukraine có lịch trình hoàn toàn khác và cái tên Tucker Carlson không nằm trong đó, ông Nikiforov nói. Vào ngày 4 tháng 7, nhà báo Carlson cho biết trên X rằng cuộc phỏng vấn của ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sẽ sớm diễn ra. Thông báo của Carlson về cuộc phỏng vấn ông Zelensky đã khiến những người hâm mộ lo ngại vì ông từng bị đưa vào danh sách kẻ thù của Ukraine bị coi là đồng minh của Nga. Trước đó, Carson từng phỏng vấn Tổng thống Nga Vladimir Putin khi được hỏi vì sao Tổng thống Putin đồng ý trả lời phỏng vấn Carson. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng quan điểm của Carson trái ngược với phần lớn của hãng tin phương Tây. Lập trường của ông khác với những người khác, không thân Nga, không thân Ukraine, dù thân Mỹ nhưng ít nhất nó đang tương phản với quan điểm của các hãng tin phương Tây truyền thống, ông Peskov nói. Ở thời điểm đó, một số người dùng mạng xã hội X ở Mỹ đã chỉ trích chuyến thăm Nga của nhà báo Tucker Carlson, thậm chí đề xuất cấm ông quay trở lại Mỹ. Tên lửa tối tân Nga có thể khiến F-16 trở thành mục tiêu dễ dàng như Su-27. Nga có thể sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhan nếu căn cứ triển khai F-16 được Ukraine bố trí nằm ngoài tầm bắn của tên lửa Iskander. F-16 sẽ chịu chung số phận như Su-27. Ông Dmitry Konev, người sáng lập cổng thông tin quân sự Nga cho hay, tiêm kích F-16 do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ bị săn lùng và tiêu diệt trong các cuộc tấn công phẫu thuật, đánh vào các mục tiêu cần tiêu diệt của Nga, tương tự như cuộc tấn công phá hủy năm máy bay chiến đấu Su-27 gần đây. Theo ông Konev, nếu sân bay triển khai tiêm kích phương Tây nằm quá xa tầm bắn của tên lửa Iskander, Nga có thể sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không Kinzhal. Jin có tầm bắn lớn hơn Iskander và đã chứng minh hiệu quả trong việc tấn công các mục tiêu có giá trị cao trong khu vực quân sự đặc biệt ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 2 tháng 7 cho biết, cuộc tập kích sử dụng tên lửa Iskander-M đã phá hủy 5 máy bay chiến đấu đa năng Su-27 của Ukraine và làm hư hỏng hai máy bay khác đang được sửa chữa tại sân bay Mikorod ở vùng Botava, cách biên giới hai nước 160 km. Quả tên lửa Iskander có đầu đạn chùm lao xuống căn cứ, phá hủy những khí tài quan trọng của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ngoài những chiếc máy bay bị tấn công tại sân bay Mikorov ngày 2 tháng 7, hai máy bay khác của Ukraine gồm một chiếc MiG-29 và một chiếc Su-27 đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ. Theo ông Konev, thành công của cuộc tập kích là nhờ một số yếu tố, trong đó phải kể đến hoạt động trinh sát. UAV trinh sát của Nga đã bay lãng vãng 3 giờ đồng hồ trên bầu trời trước khi tên lửa Iskander lao đến. Khoảng cách từ vị trí tấn công tới sân bay cho phép tên lửa Iskander đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao chúng ta có thể suy đoán rằng phần lớn máy bay Ukraine đã bị phá hủy vào năm 2022. Những gì còn sót lại bằng cách nào đó đã được khôi phục hoặc sửa chữa. Lực lượng vũ trang Ukraine hiện có một phi độ máy bay rất hạn chế. Điều đó có nghĩa là hiện giờ tất cả mỗi máy bay đều có giá trị đối với họ, đặc biệt là Su-27, ông Konev nhận định. Chuyên gia này cũng cho rằng Ukraine không thể mua Su-27 từ nước khác. Lựa chọn duy nhất của họ là tìm cách khôi phục những chiếc máy bay còn lại bằng cách mua phụ tùng thay thế từ các nguồn. Ukraine không thể có được Su-27 như cách họ nhận được MiG-29 từ các nước Đông Âu. Do vậy, những chiếc Su-27 rất có giá trị đối với lực lượng vũ trang Ukraine, ông Konev nói. Lỗ hỏng phòng không của Ukraine Theo ông, số lượng máy bay mà một quả tên lửa Iskander có khả năng phá hủy phụ thuộc vào việc các mục tiêu được bố trí như thế nào tại sân bay. Nếu chúng được xếp thành hàng giống như cách các máy bay đậu tại sân bay trong thời bình, thì nhiều chiếc trong số đó có thể bị phá hủy, khoảng 10 đến 15 chiếc ở đây cần phải hiểu rằng các máy bay đã được bố trí trong các hầm trú ẩn bảo vệ máy bay riêng lẻ nghĩa là mỗi phòng trú ẩn chứa một chiếc máy bay khu vực phát tán của bơm chùm có kích thước sắp xỉ một sân vận động hoặc thậm chí lớn hơn một chút ông konev nói cuộc tập kích vào sân bay microrod được Fox mô tả có thể là một trong những ngày tốn kém nhất đối với ukraine trong bối cảnh kiev đang cần các máy bay chiến đấu để ngăn nga chiếm ưu thế tuyệt đối trên không yếu tố có thể xoay chuyển cuộc xung đột Ngoài ra, nó cũng mang tới thách thức khổng lồ cho Ukraine khi họ sắp nhận tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất từ các nước NATO. Fox cho rằng, việc thiếu hệ thống phòng không đang tạo ra lỗ hỏng lớn trong nỗ lực bảo vệ mục tiêu quân sự quan trọng của Ukraine. Tờ báo này cũng nhắc lại rằng, máy bay không người lái lan xét của Nga đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các căn cứ không quân dễ bị tổn thương của Ukraine. Trên mạng xã hội, các blogger quân sự Ukraine đổ lỗi cho lực lượng không quân nước này khi để những chiếc Su-27 đậu ngoài trời ở một khu vực rất gần chiến tuyến. Chính phủ sắp mãn nhiệm của Hà Lan cho biết, nước này dự kiến giao lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên cho Ukraine trong vòng vài tuần tới. Theo ông Konev, để đối phó với việc Ukraine sắp nhận được máy bay chiến đấu F-16 từ Hà Lan, Nga sẽ chủ yếu dựa vào khả năng trinh sát chiến lược. Ngoài ra, Nga sẽ đặt các hệ thống vũ khí trong trạng thái sẵn sàng cao để phản ứng nhanh chóng trước bất kỳ lực lượng tấn công tiềm năng nào. Trong cuộc gặp với các phi công quân sự hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng việc phương Tây cung cấp F-16 cho Ukraine sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường. Tuy nhiên, Moscow nhấn mạnh sẽ có F-16 là tài sản có khả năng hạt nhân do chúng có thể được sử dụng cho cả nhiệm vụ hạt nhân và phi hạt nhân. Ukraine tuyên bố từng cài gián điệp thiêu rụi chiến hạm Nga Ukraine nhận trách nhiệm về vụ việc chiến hạm Nga Sebukov bị hỏa hoạn hồi tháng 4 gây ra hư hại nghiêm trọng. Các quan chức Ukraine hôm 3 tháng 7 cho biết, một gián điệp của Kiev đã phóng hỏa khiến một tàu chiến Nga bị hư hỏng nặng. Đài phát thanh Svoboda đưa tin, Tổng cục Tình báo Chính của Ukraine HUR cho biết trong một cuộc họp báo rằng một thủy thủ Nga với biệt hiệu Hoga đã phóng hỏa trên tàu tên lửa Sepukhov vào tháng 4. HUR cho biết, con tàu đóng tại vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga trên biển Baltic bị hỏng nặng và cần được sửa chữa quy mô lớn sau vụ hỏa hoạn. Vào tháng 4, tình báo Ukraine thông báo rằng tàu Shevukov đã bị hư hại do hỏa hoạn mà không tuyên bố trách nhiệm rõ ràng. HUR cho biết hệ thống liên lạc và tự động hóa của tàu đã bị hư hỏng. Cơ quan này cũng chia sẻ một đoạn video ngắn về đám cháy bắt đầu bên trong cabin. Vào thời điểm đó, Nga không bình luận về thông tin của Ukraine cung cấp. Trong một tuyên bố cùng ngày vào 3 tháng 7, nhóm tự do của nước Nga của Ukraine, bao gồm những người Nga chiến đấu cho phía Kiev, nói rằng vụ hỏa hoạn do một trong những thành viên của họ gây ra. Theo HUR, gián điệp Hoga là một binh sĩ trong hạm đội Baltic của Nga và người này đã liên hệ với phía Ukraine trong năm 2023 và chấp nhận trở thành gián điệp cho Kiev. Hoga sau đó âm thầm gia nhập nhóm tự do của nước Nga nhưng vẫn làm nhiệm vụ trên tàu Shepukov để truyền tin tình báo cho HUR. Sau đó, Hoga thực hiện hành vi phá hoại chiến hạm trước khi trốn sang Ukraine cùng với các tài liệu bí mật, HUR cho biết. Tình báo Ukraine cho biết Shepukov là một trong những tàu tên lửa tiên tiến nhất của Nga. Theo KCHF, một trang theo dõi hải quân Nga, Shevokov có khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ bằng tên lửa hành trình và trước đây đã phục vụ ở Biển Đen trước khi được chuyển đến vùng Baltic vào năm 2016. Nga dùng dập tấn công chiếm được quận then chốt trong thành trì Chashopya. Ngày 3 tháng 7, Nga cho biết các lực lượng của nước này đã chiếm được một quận quan trọng ở thị trấn Chashopya chiến lược gần Bakhmut thuộc phía đông Ukraine, nơi Moscow đã tiến công trong nhiều tháng qua. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã kiểm soát quận Novi thuộc Cha Gia, nhưng hiện chưa rõ liệu các lực lượng của Moscow đã vượt được một kênh đào chạy qua khu vực phía đông của thị trấn hay chưa. Việc giành được Cha Gia sẽ dọn đường cho Nga tiến về phía các thành trì cuối cùng Ukraine kiểm soát ở Donetsk. Việc Nga chiếm được quận Novi cũng được blog quân sự Deep State có liên hệ với quân đội Ukraine đưa tin. Deep State cho biết khu vực này đã bị sang phẳng bởi các cuộc ném bom của Nga và việc rút quân là một quyết định hợp lý dù khó khăn. Hiện chưa có phản ứng từ các quan chức ở Kiev. Robert Sarukhinan, một binh lính thuộc lữ đoàn tấn công số 5 của Ukraine nhận định, chúng tôi đang hy vọng các đối tác Mỹ sẽ hỗ trợ vũ khí để các binh lính không phải hy sinh mạng sống của mình. Cuộc tấn công của Nga vào Dnipro đã khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi phương Tây hỗ trợ Kiev tăng cường hệ thống phòng không và cung cấp thêm vũ khí tầm xa để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Các lực lượng của Moscow đã nhắm vào Dnipro và khu vực xung quanh liên tục kể từ khi xung đột nổ ra cách đây 2 năm rưỡi. Mới đây, phòng không Ukraine cho biết các hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 6 UAV và 5 trong số 7 tên lửa của Nga nhằm vào khu vực. Nguy cơ Pháp rút khỏi Liên minh quân sự NATO Mối lo về việc Pháp rút khỏi NATO đang gia tăng khi phe cực hữu dường như sẽ chiếm đa số ghế trong quốc hội sau cuộc bầu cử. Đảng cực hữu tập hợp quốc gia RN đã giành chiến thắng trước liên minh cầm quyền của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử quốc hội sớm vòng 1. Cụ thể, đảng cực hữu RN của chính khách kỳ cựu Marine Le Pen đã về nhất với 33% số phiếu bầu. Trong khi đó, Liên minh Trung Dung của Tổng thống Macron chỉ giành được vị trí thứ ba với 20% phiếu. Vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 7, mà trong đó RN được cho là sẽ giành tới 280 ghế trong Quốc hội Pháp. Hôm 4 tháng 7, tờ Euratif dẫn lời các nguồn tin ngoại giao giấu tên cho hay, việc RN liên tục chỉ trích chính sách đối ngoại của Tổng thống Macron, mà đặc biệt là viện trợ quân sự cho Ukraine đã khiến một số đồng minh hàng đầu của NATO lo ngại. Bởi ngay cả khi RN vấp phải sự phản đối, đảng này có thể vẫn tạo ra được ảnh hưởng đáng kể trong Quốc hội Pháp. Một nguồn tin của Euratif cho biết, dưới sự lãnh đạo của chính phủ mới, Paris có thể lựa chọn rút lui mềm khỏi NATO bằng cách rời khỏi bộ chỉ huy quân sự của khối. Trước đó, vào năm 1966, Tổng thống Pháp, khi đó là ông Charles de Gaulle, đã rút Paris khỏi Bộ Chỉ huy quân sự của NATO, mặc dù Pháp là một trong 12 thành viên sáng lập Liên minh quân sự. Quyết định này chỉ chính thức được thay đổi vào năm 2009. Chia sẻ với Erratic, chuyên gia quân sự Michael Douglas nhận định RN có thể thúc đẩy một lối thoát mềm và tinh tế, như Pháp chỉ gửi lực lượng quân sự có trình độ kém hơn với số lượng ít hơn để tham gia các nhiệm vụ chung của NATO. Tờ báo nhấn mạnh thêm, Pháp hiện vẫn đóng vai trò lớn trong NATO, nên mọi sự thay đổi sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chiến lược dài hạn của Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Trong khi đó, bà Le Pen đã nhiều lần chỉ trích quan điểm của Tổng thống Macron về cuộc xung đột Ukraine, Bà cũng cho rằng giới lãnh đạo Pháp có nguy cơ đẩy Pháp vào cuộc chiến với Nga. Đảng RN cũng đã thúc đẩy đối thoại với Nga về những lợi ích chung quan trọng. Tuy nhiên, lãnh đạo hiện tại của RN là ông Jordan Badella đã thể hiện lập trường nhẹ nhàng hơn đối với NATO. Hồi tuần trước, ông Badella cho hay sẽ không có chuyện rời khỏi Bộ Chỉ huy quân sự NATO trong khi xung đột vẫn tiếp diễn. Tổng thống Putin nêu điều kiện cho lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin cho biết lệnh ngừng bắn giữa Moscow và Kiev chỉ có thể được thông qua nếu Ukraine thực hiện một số bước đi không thể đảo ngược mà Nga có thể chấp nhận. Theo đài RT Nga, ông Putin đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO ở Kazakhstan hôm ngày 4 tháng 7. Chúng ta không thể đơn giản tuyên bố ngừng bắn với hy vọng rằng đối phương sẽ thực hiện một số bước đi tích cực. Chúng ta không thể để đối phương lợi dụng lệnh ngừng bắn này để cải thiện vị trí, tái vũ trang, tăng cường quân đội và chuẩn bị tiếp tục xung đột, ông nói thêm. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Putin cho biết Moscow và Kiev có thể sử dụng một thỏa thuận tạm thời đạt được trong các cuộc đàm phán tại Istanbul vào đầu cuộc xung đột ở Ukraine, làm cơ sở cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Nhà lãnh đạo Nga đề cập đến dự thảo chính thức được ký kết tại thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa xuân năm 2022. Năm ngoái, ông cho biết theo các điều khoản của dự thảo này, Ukraine sẽ cam kết trung lập vĩnh viễn, nhận được một số đảm bảo an ninh nhất định và các giảm quân đội. Moscow tuyên bố rằng các cuộc đàm phán đã bị thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson phá hỏng, bởi ông đã khuyên Kiev tiếp tục chiến đấu. Ông Johnson đã phủ nhận cáo buộc trên, tuy nhiên các nhân viên từng thân cận với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận ông có vai trò có ảnh hưởng. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh SCO, ông Putin nhắc lại rằng Nga chưa bao giờ đóng cửa các cuộc đàm phán hòa bình, các thỏa thuận Istanbul không hề mất đi, chúng đã được người đứng đầu phái đoàn đàm phán Ukraine ký tắt. Điều này có nghĩa là Ukraine khá hài lòng với thỏa thuận đó, ông Putin nói, đồng thời cảm ơn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan giúp làm trung gian cho thỏa thuận này. Kiev đã từ chối đàm phán với Moscow kể từ mùa thu năm 2022, sau khi bốn vùng lãnh thổ nước này sát nhập Nga. Tuy nhiên, tháng 6 vừa qua, ông Zelensky cho biết hai bên có thể đàm phán thông qua trung gian. Cách Nga hạ gục siêu tăng M1 Abram trên chiến trường Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, xe tăng M1 Abram do Mỹ sản xuất được lực lượng Ukraine sử dụng đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công UAV của Nga. Là một phần trong gói hỗ trợ quân sự của Washington cho Kiev, Mỹ đã cung cấp cho các lực lượng của Ukraine xe tăng Abram, cụ thể là mẫu M1A1, ước tính có khoảng 31 phương tiện này với mỗi xe tăng có giá khoảng 10 triệu đô la Mỹ đang hoạt động dọc tiền tiến Ukraine. Tuy nhiên, Ab đưa tin vào tháng trước rằng năm xe tăng được đưa tới Ukraine đã tổn thất trong các chiến dịch tấn công của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc tấn công gần đây nhất, một UAV trinh sát đã xác định được một trong các xe tăng ở Adiqa thuộc Donetsk và sau đó đã bị pháo tự hành Mstaot phá hủy. Lực lượng pháo binh thuộc trung tâm nhóm tác chiến đã sử dụng đạn thông minh Krasnobol để phá hủy một xe tăng Abram M1 khác, thông báo trên cho hay. Một video được công bố hồi tháng 3 dường như cho thấy một xe tăng M1 Abram đang bốc khói gần tiền tuyến ở phía đông Ukraine giữa bối cảnh phương tiện này trở thành mục tiêu của quân đội Nga sau khi Moscow giành được Adika hồi tháng 2 2024. Truyền thông nhà nước Nga đưa tin Moscow đã tấn công vào ba xe tăng Abram gần Adika chỉ trong một tuần, trong đó có một xe tăng được cho là đã bị phá hủy hoàn toàn bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV vào ngày 26 tháng 2 2024. Một số ý kiến cho rằng các xe tăng Abrams dễ trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công UAV của Nga, do đó chúng khó có thể hoạt động mà không bị phát hiện. Các binh lính Ukraine vận hành phương tiện này cho biết các xe tăng trên thiếu lớp giáp để ngăn chặn các vũ khí hiện đại. Một tháng trước, các quan chức quân sự Mỹ nhận định với AB rằng các xe tăng đã được Ukraine rút khỏi chiến trường do chúng dễ bị UAV Nga tấn công. Newsweek trước đó cho biết Ukraine đang phải lắp thêm các tấm thép lên những chiếc xe tăng nặng 70 tấn này để bảo vệ chúng trước mối đe dọa từ các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất. Tuần trước, 14 trong số các xe tăng M1 Abram đã đến một cơ sở quân sự ở Bovis, Bà Lan. Đây là một phần nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ của NATO ở Đông Âu giữa bối cảnh căng thẳng giữa liên minh này và Nga gia tăng. Xe tăng T-72 Nga tập kích cứ điểm Ukraine gần Adika. Quân đội Nga đã sử dụng xe tăng T-72B3 để tập kích cứ điểm phòng thủ của Ukraine gần Adika, nhằm hỗ trợ cho bộ binh Nga trong một chiến dịch đột kích ở vùng Donetsk. Theo Sputnik, trong ngày 2 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội sử dụng xe tăng T-72B3 để tập kết một cứ điểm phòng thủ của Ukraine gần thành phố Adika, vùng Donetsk. Xe tăng T-72B3 đã được triển khai để hỗ trợ một chiến dịch đột kích của lực lượng Nga trong khu vực. Khi tới gần địa điểm của đối thủ, xe tăng đã khai hỏa để phá hủy các ụ súng máy và công sự phòng thủ, phía Nga cho biết. Trong đoạn video, có thể thấy rõ chiến xa của Nga di chuyển dọc theo một cung đường trống, sau đó sử dụng pháo nồng trơn 125mm để tập kết cứ điểm của Ukraine. T-72 là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga. Chiến xa này có chiều dài 9,53m, chiều rộng 3,46m và chiều cao 2,19m, trọng lượng cơ bản 41 tấn với động cơ Diagen V841 công suất 780 mã lực T72 có thể đạt tốc độ tối đa 60 km/h trên địa hình bằng phẳng. Về hỏa lực, T72 có một pháo nòng trơn 125mm 2A46M, tốc độ nhả đạn tối đa 8 phát trên 1 phút. Bên cạnh đó là một súng 12,7mm NSV và một súng máy đồng trục 7,62mm trên tháp pháo. Phần giáp của T-72 được thay đổi tùy theo từng phiên bản, nhưng đều có khả năng bảo vệ trước các loại đạn chống tăng phổ thông. Một xe tăng T-72 phiên bản mới như B-3 có giá từ 3 đến 4 triệu đô la Mỹ. Mỹ sắp tiếp cận 15 căn cứ quân sự Phần Lan, Nga phản ứng gắt. Quyết định gần đây của Quốc hội Phần Lan cho phép quân đội Mỹ tiếp cận 15 căn cứ quân sự gây rúng động cộng đồng quốc tế, động thái này phản ánh mối lo ngại của bắc âu về mối đe dọa ngày càng tăng từ nga theo thông tin được hãng thông tấn ile của phần lan cung cấp thỏa thuận hợp tác quốc phòng đã được quốc hội phần lan nhất trí thông qua quyết định này cho phép quân đội mỹ bố trí thiết bị quân sự vật tư trang thiết bị và nhân sự tại các căn cứ của phần lan ngoài ra một số cơ sở sẽ được các nước nato khác sử dụng trong khi một số căn cứ sẽ dành riêng cho quân đội mỹ Thỏa thuận này thể hiện sự tăng cường đáng kể mối quan hệ quốc phòng giữa Phần Lan và Mỹ, cũng như sự gia tăng mức độ hội nhập của Phần Lan và các cấu trúc NATO. Một trong những khía cạnh quan trọng của thỏa thuận này là đảm bảo sự hiện diện thường trực của quân đội Mỹ ở Phần Lan. Phần Lan lưu ý rằng sự hiện diện thường trực của lực lượng Mỹ sẽ giúp tăng cường khả năng phòng thủ của Phần Lan và tạo thêm cơ hội cho các cuộc tập trận và hoạt động chung với các đồng minh NATO. Việc cho phép quân đội Mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự của Phần Lan có một số ý nghĩa quan trọng đối với an ninh khu vực trước hết chúng ta đang nói về nỗ lực tạo thêm áp lực quân sự chính trị đối với nga với số lượng căn cứ quân sự lớn như vậy nga sẽ phải tăng cường đáng kể sự hiện diện gần biên giới nato giảm hiện diện ở các khu vực khác ngoài ra mỹ cũng sẽ có cơ hội liên tục giám sát lãnh thổ nga phản ứng trước việc phần lan cho phép quân đội mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự của nước này moscow coi đây là một bước tiến tiếp theo nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của nato ở biên giới và là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của nga để đáp lại nga có thể thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình một trong những bước đi khả thi của nga có thể là tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới phía tây bắc bao gồm việc triển khai thêm lực lượng và thiết bị phòng không cũng như các cuộc tập trận quy mô lớn trong khu vực điều này sẽ giúp thể hiện sự sẵn sàng ứng phó nhanh chóng với các mối đe dọa có thể xảy ra và nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang của nước này Phần Lan chính thức trở thành thành viên NATO từ tháng 4 năm 2023, tức chưa đầy một năm sau khi nước này và Thụy Điển cùng đệ đơn gia nhập. Tháng 12 năm 2023, Mỹ ký một văn kiện dạng DCA với Thụy Điển, theo đó được phép tiếp cận và sử dụng 17 căn cứ của Thụy Điển, dù Stockholm chưa trở thành thành viên NATO. Trong số các quốc gia NATO, Mỹ đã đạt thỏa thuận tương tự với Na Uy, Bulgari, Latvia, Litva, Ba Lan, Slovakia, Cộng hòa Séc, Hungary và Estonia một thỏa thuận cũng đã ký kết cùng Đan Mạch nhưng đang chờ cơ quan lập pháp nước này phê duyệt. NATO ngụy trang việc chuyển giao ổ ạt F-16 cho chiến sự Trong những tuần gần đây, hoạt động của hàng không NATO ở Biển Đen đã gia tăng đáng chú ý. Theo các nhà quan sát ghi nhận, NATO đã tổ chức các chuyến bay trình diễn nhằm che giấu việc cung cấp ổ ạt máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine sau thời gian chuẩn bị. Hành động này có thể trở thành một trong những hoạt động lớn nhất của NATO chống lại Nga ở Biển Đen, làm dấy lên sự lo ngại về câu hỏi về diễn biến nghiêm trọng tiếp theo của tình hình. Được biết, lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên của Ukraine đã được đưa tới Romania, một số thiết bị được đặt tại Cộng hòa Séc và Hungary, và điểm cuối cùng tiếp theo của chúng là một sân bay gần Konstanta trước khi chính thức tới Kiev. Các chuyến bay huấn luyện của số tiêm kích F-16 này dự kiến sẽ được thực hiện với việc tắt bộ tiếp sóng dọc theo tiền tuyến Constanta, Moldova, nhiệm vụ chính bao gồm cất cánh, hạ cánh, tiếp nhiên liệu trên không và huấn luyện phóng mô phỏng cho tất cả các loại tên lửa và bom. Hiện tại, nhiều chuyên gia quân sự Đan Mạch và Hà Lan đã có mặt tại Romania và Moldova để chuẩn bị các khu vực dịch vụ kỹ thuật và đào tạo nhân lực cho Ukraine. Đây có thể là một bước ngoặt trong cuộc xung đột Ukraine làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực trong khu vực. Với tầm bắn của tên lửa có thể đạt tới 250 km, căng thẳng tiếp tục leo thang khi có thể tấn công sâu trong lãnh thổ Nga. Việc tăng cường hoạt động hàng không của NATO ở Biển Đen và việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine đã gây ra những lo ngại nghiêm trọng ở Nga. Moscow coi đây là một bước tiến nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của NATO ở biên giới, đồng thời là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia của họ để đáp lại những hành động này nga có thể thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình một trong những bước đi khả thi của nga có thể là tăng cường hiện diện quân sự ở biển đen bao gồm tiến hành những cuộc tập trận quy mô lớn và triển khai thêm lực lượng cũng như khí tài phòng không trên bán đảo crimea và các khu vực chiến lược quan trọng điều này sẽ giúp sẵn sàng ứng phó nhanh chóng với các mối đe dọa có thể xảy ra và nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang của nước này Nga cũng có thể tăng cường các biện pháp an ninh mạng và tiến hành hoạt động mạng nhằm phá hoại hệ thống thông tin và liên lạc của những đối thủ tiềm năng. Trong xung đột hiện đại, không gian mạng đóng vai trò ngày càng quan trọng và Nga có thể sử dụng những khả năng đáng kể của mình trong lĩnh vực trên. Trăm mặc cả với Putin về việc Nga có thể giữ bao nhiêu lãnh thổ của Ukraine. Hai chuyên gia an ninh quốc gia có quan hệ với ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đã nói rằng ông Trump đang đàm phán với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin về việc Moskva có thể giữ bao nhiêu lãnh thổ của Ukraine, theo Politico. Bài báo của Politico ngày 2 tháng 7 cho biết Trump đang cân nhắc một thỏa thuận, theo đó NATO sẽ không mở rộng về phía đông, đặc biệt là sang Ukraine và Georgia, đồng thời đang đàm phán với Putin về việc Moskva có thể giữ bao nhiêu lãnh thổ của Ukraine ngoài ra bài báo còn viết rằng trump không kỳ vọng các nước châu âu sẽ tăng mạnh chi tiêu cho nato khi ông trở thành tổng thống điều ông từng nhấn mạnh khi ông còn là tổng thống trước đây mà còn thực hiện điều mà dan Caldwell, một chuyên gia quốc phòng quen thuộc với các cố vấn an ninh quốc gia của trump mô tả là một sự định hướng lại triệt để của nato trên thực tế trump khó có thể rời nato hoàn toàn theo các cuộc phỏng vấn với các cơ quan chức an ninh quốc gia của Trump và các chuyên gia quốc phòng, những người có khả năng sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump, ngay cả khi ông ấy không chính thức rời khỏi tổ chức. Điều đó không có nghĩa là NATO sẽ tồn tại nguyên vẹn trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump, Politico cho biết. Trước đó, có thông tin ông Trump nói trong cuộc trò chuyện riêng rằng ông có thể chấm dứt cuộc chiến của Nga với Ukraine bằng cách buộc Ukraine từ bỏ Crimea và Donbass. Trong khi đó, tờ Wall Street Journal cho biết các nước NATO đang chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ lâu dài cho Ukraine trước những dự đoán về khả năng chiến thắng của Donald Trump và ảnh hưởng của cánh hữu đang gia tăng ở châu Âu. Theo đó, NATO có kế hoạch cử một quan chức dân sự cấp cao tới Ukraine để điều phối hậu cần quân sự. Ngoài ra, một trung tâm chỉ huy mới sẽ được thành lập tại Wiesbaden, Đức, để giám sát việc cung cấp thiết bị và vũ khí quân sự, cũng như huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine, AFU. Theo nguồn tin của VFSG, khoảng 700 nhân viên quân sự của Mỹ và các nước NATO khác sẽ tham gia vào chiến dịch mang tên NATO Hỗ trợ và Huấn luyện An ninh cho Ukraine. Đội ngũ này sẽ đảm nhận các vai trò trước đây do lực lượng Mỹ đảm nhiệm sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga và Ukraine cựu đại sứ mỹ tại nato đồng thời là người đứng đầu hiện tại của hội đồng chicago về các vấn đề toàn cầu ivo render nói rằng liên minh này giờ đây sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ ukraine Rander lưu ý ngay cả khi mỹ giảm hoặc ngưng hỗ trợ những nỗ lực này vẫn sẽ tiếp tục những biện pháp này đã được phát triển trong vài tháng qua, nhưng trở nên cấp bách sau màn thể hiện đáng thất vọng của Tổng thống Joe Biden trong cuộc tranh luận trên truyền hình với Trump. Các sáng kiến hỗ trợ mới dự kiến sẽ được công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO sắp tới ở Washington từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7. Trước cuộc tranh luận, Reuters đưa tin hai cố vấn chủ chốt của Donald Trump đã đưa ra kế hoạch chấm dứt cuộc chiến Ukraine nếu ông thắng cử Tổng thống. Theo kế hoạch này, Trump sẽ gây sức ép với Ukraine rằng họ sẽ chỉ nhận thêm vũ khí của Mỹ nếu tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình của Nga. Đồng thời, Mỹ sẽ cảnh báo Moscow rằng việc từ chối đàm phán sẽ dẫn đến việc Mỹ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Trump đã nhiều lần hứa sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong vòng 24 giờ nếu đắc cử tổng thống. Ukraine tiêu diệt toàn bộ đoàn xe quân sự Nga giữ vững thị trấn chiến lược Fuheda ở Donetsk. Lực lượng Ukraine phá hủy thành công toàn bộ đoàn xe quân sự của Nga gần chiến trường Fuheda, bao gồm ít nhất 14 ô tô, đẩy lùi hàng loạt cuộc tấn công của Nga trên các mặt trạng căng thẳng khác. Hình ảnh được phóng viên quốc phòng Elena Bonomarenko chia sẻ trên ít, mô tả sóng động thiệt hại to lớn đối với các xe chiến đấu của Nga gần chiến trường ác liệt Fuheda, vốn được Trung đoàn Cơ giới số 72 của Ukraine bảo vệ quân đội Nga đã đâm đầu vào các bức tường phòng thủ của trung đoàn cơ giới số 72 của Ukraine trong hơn 2 năm qua. Hết lần này đến lần khác, vùng ngoại ô của thị trấn này, Vuhayda, cuối cùng lại trở thành một nghĩa địa khổng lồ của các quân đoàn Nga, phóng viên Bruno Marenko viết. Thị trấn Vuhayda là một điểm nóng quan trọng trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát tỉnh Donetsk đây là địa điểm chiến lược đối với cả lực lượng ukraine và nga địa hình cao của thị trấn này mang lại lợi thế chiến thuật nếu quân nga chiếm được fuheda họ có thể phá vỡ các tuyến tiếp tế của ukraine và tạo ra một bệ phóng tiềm năng cho các cuộc tấn công trong tương lai đối với nga việc chiếm được fuheda sẽ là một bước tiến quan trọng để họ hướng tới mục tiêu rộng lớn hơn là kiểm soát khu vực donbass trong một diễn biến liên quan, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 2 tháng 7 báo cáo rằng số vụ giao tranh giữa lực lượng Ukraine và Nga đã tăng lên 161 vụ trong ngày qua, trong đó nhiều nhất là 44 vụ xảy ra ở mặt trận Vokos. Trên mặt trận Kharkov, quân Nga đã cố gắng tấn công các tuyến phòng thủ của Ukraine gần các khu định cư Hiblokia, Lysi và Vujen 11 lần. Người Nga cũng đã tấn công các vị trí của Ukraine trên mặt trận Kyivan 17 lần. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của Nga gần các khu định cư Sienkinka, Stepova, Novoselika, Bichene và Stemakika. Ba cuộc giao tranh đang diễn ra gần Sikika. Trên mặt trận Ramatot, lực lượng Ukraine cho biết đã đẩy lùi năm cuộc tấn công của Nga gần các khu định cư Nove và Klitschika một cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra ở Nove gần Chasitia. Trên mặt trận Torres, quân Nga đã cố gắng xâm nhập các tuyến phòng thủ của lực lượng phòng thủ Ukraine gần các khu định cư Torres, Bivinci, Bividen và New York 19 lần. 16 cuộc tấn công đã bị đẩy lùi, với 3 cuộc vẫn đang tiếp diễn. Theo Prada, cường độ giao tranh cao nhất vẫn là trên mặt trận Brokos. Tổng cộng có 44 cuộc tấn công của Nga được ghi nhận tại mặt trận này kể từ đầu ngày. Ukraine cho biết trong 24 giờ qua, 109 binh sĩ Nga đã tử trận và 181 người bị thương, ngoài ra một số người cũng bị bắt. Ông Putin gặp ông Tập Cận Bình khẳng định quan hệ bước vào thời kỳ hoàng kim. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nghị 3 tháng 7 tuyên bố quan hệ Nga Trung Quốc đang bước vào thời kỳ hoàng kim. Trong bối cảnh tình hình quốc tế nhiều biến động, quan hệ giữa hai nước vẫn tiếp tục được tăng cường tuyên bố được người đứng đầu nước nga đưa ra tại cuộc gặp với chủ tịch trung quốc tập cận bình bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác thượng hải sco tại kazakhstan theo tổng thống putin mối quan hệ ngày càng được tăng cường giữa nga và trung quốc không nhằm chống lại bất kỳ ai hay bất kỳ quốc gia nào có nhiều lý do để nói rằng quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược nga trung đang trải qua giai đoạn tốt nhất trong lịch sử chúng được xây dựng dựa trên các nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi và tôn trọng chủ quyền của nhau sự hợp tác của chúng tôi không nhằm chống lại bất kỳ ai chúng tôi không tạo ra bất kỳ khối hay liên minh nào chúng tôi chỉ hành động vì lợi ích của nhân dân hai nước ông putin nói chủ tịch trung quốc tập cận bình cũng chia sẻ quan điểm này khi nhấn mạnh trước tình hình quốc tế và môi trường bên ngoài không hề đơn giản chúng ta cần duy trì cam kết về tình hữu nghị bền vững nỗ lực hết mình vì hạnh phúc của nhân dân hai nước tăng cường các giá trị độc đáo trong quan hệ trung nga vùng đáp động lực hợp tác mới và nỗ lực không ngừng để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của hai nước cũng như các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế đây là lần thứ hai tổng thống putin và chủ tịch trung quốc tập cận bình gặp nhau trong chưa đầy hai tháng qua Trước đó, Tổng thống Putin đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc trong hai ngày 16 và 17 tháng 5 vừa qua, với các cuộc đàm phán quan trọng được tổ chức tại Bắc Kinh. Nga gọi các cuộc đàm phán hòa bình của phương Tây về xung đột Ukraine là mồi nhữ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zararova cho biết bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào của phương Tây về xung đột ở Ukraine chỉ là mồi nhữ vì Mỹ và các đồng minh vẫn có ý định gây ra một thất bại chiến lược cho Moscow. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã có chuyến thăm ép hôm ngày 2 tháng 7. Tại đây, ông kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tìm kiếm lệnh ngừng bắn với Nga để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình. Lãnh đạo Ukraine bác bỏ đề xuất này, nói rằng ông có cách khác để chấm dứt xung đột. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Zara Rova, cho biết trong chương trình phát thanh ngày 3 tháng 7 rằng Bất kỳ cuộc thảo luận về hòa bình nào mà Ukraine và các quốc gia phương Tây tiến hành đều chỉ là mồi nhữ, bình phong đều vì lợi ích của bản thân họ. Bà Zararova giải thích, xung đột Ukraine bị chi phối bởi mục tiêu gây ra thất bại chiến lược cho Nga, điều mà Mỹ và các đồng minh đã tuyên bố hoàn toàn rõ ràng và cụ thể theo nhà ngoại giao nga các chính trị gia sáng suốt ở liên minh châu âu eu có thể thấy chỗ đứng của họ trong kế hoạch lớn của mỹ đó là vị trí của vật hiến tế cho một chiến thắng trước nga bà cho biết tương lai nghiệt ngã của châu âu thể hiện rõ qua tình trạng nền kinh tế của liên minh này những gì đang diễn ra ở châu âu không chỉ là một cuộc khủng hoảng sụp đổ hay mất vị thế đó thực sự là một thảm họa bà lập luận Bà Zara Rova nói, các quan chức phương Tây như Thủ tướng Orbán của Hungary, người công khai phản đối hành động của phương Tây Ukraine, dường như đang muốn thể hiện rõ quan điểm trước các thế hệ công dân châu Âu tương lai, những người sẽ đổ lỗi cho các nhà lãnh đạo ngày nay vì đã không hành động. Thủ tướng Hungary nhiều lần nói rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga đã không thể chấm dứt cuộc xung đột và cuối cùng gây tổn hại cho các thành viên Liên minh châu Âu-EU nhiều hơn là Nga. Budapest đã sử dụng quyền phủ quyết của mình trong khối để ngăn chặn những lệnh trừng phạt có thể làm suy yếu lợi ích quốc gia của Hungary, trở ngại như sự hợp tác của nước này với Nga về năng lượng hạt nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết sẽ ra lệnh ngừng bắn với Ukraine ngay khi Kiev từ bỏ nỗ lực gia nhập, tổ chức hiệp ước bắt đại Tây Dương NATO và rút quân ra khỏi toàn bộ lãnh thổ mà Nga tuyên bố chủ quyền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo